Đây, nhân vật thứ ba rốt là đã đến. Má vui quá. 1:30 mới tới. 1:30 em Rốt mới tới. 1:30 đêm. Dạ. Mệt trời, mệt. Anh Phúc bị delay mấy tiếng? 3 tiếng. À, đi hãng Spirit Airlines bị delay hoài à. Mà dạo này hãng nào cũng bị delay. Anh Phúc đi với một cục vàng. Cục vàng rất là dễ thương. Dâu ua, con gặp ông nội chưa? Hồi tối nó ôm ông bà nội quá trời luôn. Mà tại vì bà nội mới giật mình dậy cho nên không có quay. Bà nội ôm da ua. Bà nội, quá hả? Bà nội thấy bà da ua sao? Mà lớn quá mà. Lớn rồi. Nhìn không ra nữa. Nhìn không ra. Dễ thương ha. À. Đẹp gái ha. Wow. Da ua ở trong phòng ngủ với ngoại. Ai nói quên nè. Anh nói. Hỏi anh Phúc đâu cần đắc, ai nói. Đắc cái đập ai nói quên nè. Chị Hằng sao không đi về anh Phúc? Bà bị tù rồi. Bị cái tiệm là coi như là giống như bị tù vậy ba. Anh hai nói là bị tù là vậy đó. Tại vì có cái tiệm nail là thôi bận lắm. Đắc vô lễ nè. Còn tí em đâu rồi. Cái khu này là của anh Phúc mới dọn vô. Cái phòng cũng nhỏ, nằm được có 3 người. À, tí em là năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Con 16 tuổi rồi. 16 hả? Con học lớp mấy? Lớp 1. Vậy con với lại Tina? Cùng tuổi, 20 luôn rồi. À, ủa, đứa bằng nhau hả? Dạ. Đi trường cùng trường con luôn á. À, tí em nó bự con ghê. Hồi lúc hồi nhỏ con thì mập, bây giờ tướng đẹp rồi đó. Có đi tập gym không? Dạ, con vật trong trường, con đi sport trong trường. Tí em dễ thương, lớn đẹp trai ghê anh hai. Tí em nè, ngoan lắm. Tí em rất là ngoan luôn. Vì cô Linh á, thích cái tánh của con lắm. Cái tánh của con á, điềm đạm, hiền lành, dễ thương. Mà ngoan ngoãn lắm, nghe lời cha mẹ ghê lắm. Rồi, bữa nay là tí anh với lại mẹ là không đi ha. Dạ, không. Con có buồn không? Không có chơi nhà thì buồn. Dạ. Ủa con ôm bà ngoại, bà nội với ông nội chưa? Chưa. Chưa? Đi ra ôm bà nội với ông nội. Bà nội đi vô kìa. Ngủ được không? Ngủ được không? Tí anh đâu có mập gì đâu. Dạ. Đâu có mập đâu. Tại vì tại hồi nhỏ nó mập quá. Mà nó lùn. Bây giờ nó cao dễ sợ. Con cao 1m mấy vậy con? 51 với bữa bác sĩ. 51 là gì? 5 feet đó hả? 5 feet 1 là 1m mấy ta? 1m 7 không? Ôi nó cao quá trời. Cao hơn ba nó quá trời. Hồi bữa nó mập mà nó lùn. Ôi ơi nó cao hơn ba nó quá trời. Cao bự con. Nó cao mà nó ốm đâu. Mà bảo vệ cho. Không nổi đi. Không nổi. Ôm. Ôm nốt cái ca này. Đó cho ông nội vài bao đi. Ông nội phải đi. Ông nội có ốm đâu mà đòi cho. Để cho bà nội nè. Qua ôm bà nội rồi. Đủ cho em. Nó dễ thương. Ba có biết tiếng em. Cho bà nội đi kiểm lại nè. Bà nội cần thêm. Ủa con tên thiệt là gì tí em? Huy luôn. Giống Bim. Hai đứa Bim là tên Huy luôn. Chú Huy luôn. À, mà Tina con của Thanh với lại tí em với lại Hà My con chị Ly là bằng tuổi nhau. Đúng rồi. Cho ăn nữa. Học lớp 11 rồi á, lẹ ghê. Không có bỏ thù lần chứ ba. Dạ ua đâu rồi? Hôm nay một người thành viên lớn nhất trong nhà là anh hai chở má đi lab để thử máu. Lab nào đâu? À,
lát xong rồi tên gì? Chấm lại hai nè. Chấm lại hai nè, ô đấy nè. Đấy rồi. Chỗ này chỗ cũ quá mà. Dẫn má vô. Má ơi có khẩu đúng trang rồi, chưa? Nè. Đây đúng rồi má. Anh Phúc đầu ở đây được á. Chị Ly. Về tới rồi. Đây là spa má ngủ. Dạ dạ. Chị Ly vô đi. Đang làm đèn á chị Ly. Nhà không có đèn á, mới đang làm đèn. Hay là anh Đông. Anh Đông làm đèn cho má. Dạ. Anh làm đèn cho xong bữa nay. Mệt. Mệt không? Có bị delay không? Không có delay. Dạ. Đây là chị Cam Ly. Chị hai. Chị lớn nhất. Chị bảo lãnh tất cả anh chị em qua đó. Chị là realtor buôn bán nhà rất là giỏi. Quay YouTube nè đó. Cởi áo rồi nha. À, cái, ở đây đâu có lạnh. Cởi áo mà đen nó là... lạnh là tại lạnh chứ. Sáng lạnh lắm chị Ly. Tính không có đem nhưng mà sợ lúc mình đi về bên bên Virginia lạnh. Dạ. Cali đâu có lạnh. Không. Không lạnh lắm lúc về rồi. Không nhưng mà cần lắm á. Mà lúc đi á. Trời ơi cũng lạnh. Dạ lạnh lắm á. Chắc chắn có lúc lạnh lắm. Chắc chị Ly đem đồ vô đây đi. Đem vô đây. Cô Ly tới con này. Chị Ly tới con. Con xích cái bàn sao vô trong. Chị Ly để đồ. Không sao chị Ly. Xác vô được không? Đáng lại cái bàn này ra ngoài. Có gì con đem sau ha. Con cứ ngồi đi. Rồi tối ngủ rồi mình tính sao. Con cứ ngồi đi, con xác cái bàn vô trong luôn đi. Được không con? À, được đó, xác vô. Cho cô Ly cụ bỏ. Kéo vô đi chị Ly. Dạ. Giày để lên đây chị Ly. Giày dép để hết trên này. Kéo màn lại. Hồi em sẽ thay cái màn này. Thay màn trắng. À, cái này là ngăn của anh hai. Cái này ngăn của anh hai. Nè nhìn nè. Cái này ngăn của anh Phúc. Cái này ngăn của má. Chị Ly để cái ngăn của má đi. Đó. Còn cái này là của đứa nào lộn ngăn nè. Rồi cái này của Thanh nè. Thanh là cái ngăn bự nhất nè. Cái này ngăn của má chị Ly để chung đi. Đó. Thơ này của người chủ cũ á. Dạ. Chị Ly để ngăn chung với má. Còn này của em với bé Tí này của anh Thi với gia đình Huy. Rồi chị Ly có dép chưa? Chưa hả? Nè có đôi dép nè. Dép này của má mua mà chật rồi. Chị Ly mang đi. Không phải có dép mang chứ. Đó lấy cái dép đó xài luôn đi. Em làm á chị Ly. Phải mua đèn tùm lum la. Em mua sao rồi thiên thần làm á. Em làm á. Này có ông già nói em ba đòi nè, đỏ ngoại cho thấy không? Em mua cho ba. Tại ba đòi. Ba thích ông già nói em. Ba như con nít đó. Chị Ly về. Đỡ ba lên. Cái đi lâu vậy đó. Đi từ 7 giờ sáng mà. Thì sớm quá chứ. 7 giờ sáng tới 7 giờ sáng tức là 4 giờ bên Cali nè. Trời ơi. Ba lạnh không má? Ừ, 12 tiếng. Lạnh. Rồi đó con đi 10 tiếng hả? Má đâu. 10 tiếng hả? 10 tiếng. Má đâu? Má ngủ bên kia. Ba phòng kia, ba phòng này. Má phòng bên kia, ba phòng này. Mở được phòng là hai đứa. Bên đây còn bên này cũng hai đứa. Con Thanh. Con Na. Được con đi Minh á. Mấy đứa kia là sao? Con Mỹ mắc đi làm. Còn con Hà Mỹ thì nó được vô cái gì đó cho nên nó Nó phải đi biểu diễn. Con Quỳnh My thì nó đi làm. Hà My vô được hả? Nhưng mà con Hà My thì nó được vô cái gì đó con quên rồi. Nhưng mà
cho nên nó phải tiếp đợn á, vô đợn á hả? Ừ, cái gì mà khó vô mà vô được. Khó. Mới đầu nó tưởng là nó không vô được. Đợn khó lắm. Trình diễn á hả? Đúng rồi, trình diễn nó vô sao cái chỗ trình phá linh là khó lắm, tất biết luôn. Mà để nó cho good cho cái ballet application. Cái violin talent hả? Phải. Tức là nó phải giỏi đờn người ta mới nhận đó. Thằng lạng à. Thì đó cũng là cái thằng bác sĩ lạng 15 năm rồi. Violin. Bác sĩ lạng học violin 15 năm đó, chị đi nghe không? Ý là cái đó nó good cho cái college application. Do có lịch nó vô cái đó thì nó phải. Nói chung là vô music college thì nó giỏi. Phải music college. Phải thăm cái này là cái extra curriculum thôi, cái giống như là cái thêm thôi. Cả nó quá giỏi à, cái chuyện. Có đề hỏi thăm ba đi. Cái education nó quá giỏi, người ta nhận. Ý là nó nhận như cái đó, được nhận vô xong rồi nó phải làm, nó không đi được. Ba mới đâu á, hết chưa ba? Rồi đâu? Không, cái sản thì tôi nó kỳ mẫu chứng á. Cái chân ba hết chưa? Chân ba bữa sinh hết chưa ba? À, chưa mới đi được đó chứ. Không có đau. Ba hết đau rồi. Không, hết đâu. Hồi nãy ba đau rồi, bây giờ ba uống thuốc giảm đau hết liền đó. À, có lẽ. Hồi nãy uống viên thuốc hết rồi đó. Phải uống nhưng chứ, mà mình xương khớp, cái thuốc đó nó có chống cái viêm. Họ còn nói. Nó giảm được cái viêm đó. Khi gửi đau thì uống ngay. Đúng. Dạ. Cái ba uống vô hết liền phải không? Bây giờ hết rồi đó. Nó có cái sự chống viêm. Chừng nào đau mới uống. Đúng. Nha. Uống cái đó không tốt đâu. Nhưng bây giờ thì bớt rồi. Yeah. Chứ thì cũng về à, thằng là để nó cho. Therapy. Em kêu họ tới nhà lo cho ba má. Thì tuần có 2 ngày à. Thì ngày thứ 3 với ngày thứ 7 à, ngày thứ 6 với thứ 3. Thì thứ 6 làm rồi. Má làm nửa bữa tiếng rồi đến 3 làm nửa tiếng. Thì bữa nay 2 giờ rưỡi anh đó anh tới anh làm. Là nó tới nó làm cái gì ba? Xoa bóp gì đó bọc. Ồ, giống như massage hả? Ờ là tốt. Đánh bóp thì đỡ rồi. Ba lần này thì còn chứ thì... Ba má có một cái Medicare Medicaid thì ba má được 20 tiếng 20 tiếng một tháng. À, mà như thì chia ra gì đó ba. Ừ. Dạ. Ba đâu, đâu, đâu ba? Đâu ở đâu? Thường thường đau chỗ này chưa không đau nè à. Chắc là tại ba mới uống thuốc giảm đau không? Không, điên đau tao từ khi sáng rồi. Để gọi lên văn phòng nói là làm cho ba một tiếng ngày hôm nay nha. Bù vô nha, tại vì mình có 20 tiếng lận, mình chưa có hết. Mà hết năm rồi. Gần hết tháng rồi mà mình chưa có làm hết. Cho nên là để con gọi lên phòng nói trước nha. Gọi ra không điện đâu. Đâu, gọi tới chứ. 2 giờ là người ta đóng tăng cửa. Tiền là mình được chưa tăng. Không phải, không phải ba. Cái này là của nhà nước. Họ lãnh tiền công ty. Họ lãnh tiền nhà nước. Để con thử được. Để con gọi ha. Rồi con báo cho họ làm thì mai trừ làm vô. Nữa. Chứ người ta đến nữa không? Thì đó, có kêu mỗi ngày đó mà anh đó anh nói là làm cái này á, mà làm mỗi ngày không có tốt. Phải để cho nó relax một ngày rồi mỗi ngày. Cách một ngày làm thì ok. Coi như là đăng ký 3 ngày một tuần rồi đó. Phúc đi đâu rồi con? Ảnh đi chơi với bạn. Rồi à. Ảnh đi Costco mua đồ nữa. Hình như mua thì nệm mấy thằng đau lưng quá. Ảnh đau lưng quá. Nằm may là mua cái nệm 150 rồi đó. Mà ảnh nằm ảnh đau. Ảnh không chịu. Mà đi mua cái khác bài đắp. Bây giờ đi mua nè. Nó muốn đi, nó đã mua vé rồi mà nó tưởng là nó không có vô được cái đó. Cái đó khó, một trường có 2 người thôi. Nó nghĩ là không được, xong cuối cùng được. Thì coi như là chịu mất vé luôn. Vé 400 hả? Hay là 700? Con mua trễ nên 850. Trời ơi, trời. Mà 850 mà đi xa lắm, đi Baltimore lên. Vé chị Ly mua bao nhiêu? Cái bữa mà 850 một vé đó. Trời ơi. Tại vì mua trễ quá, tháng 11 mới mua. Cái mà 850 là đi phi trường xa ở bên đó. Không. Đi phi trường gần là phải ngàn mấy luôn á. Bây giờ là chị Ly đi Santa Ana là gần. Không, bên đó xa thì qua đây gần. À. Nhưng mà ví dụ mình biết bên đó gần thì qua đây xa. Bữa anh đón Thành 2 tiếng đồng hồ. Gần đi không 2 tiếng nữa. Theo giờ của mình nữa thì không có.
con đón Thanh mà đi không 2 tiếng. 17 tiếng. Bởi vì cho nên vé Thanh hình như Thanh vé rẻ hơn không? Ờ. Nhưng mà đi Los, sân bay Los thì nó nếu mà đi Santana mắc nữa. Mà hình như Baltimore không có ăn Santana, kỳ lắm. Ờ. Con Thanh mỗi sợ đi đi Baltimore thì vô lát chứ không có Santana thì sao? Chứ bữa mà đau nhiều nhất là đau chỗ này. Ừ. Thấy ba tiếng này ha. Bây giờ ba còn đau không ba? Đâu có nữa. Hồi nãy ba uống thuốc vô ba hết liền hả? Ghê hả? Giàu không ba? Uống thuốc vô nó cho mình ngủ hết rồi. Vô tao. Sức rồi. Chút xíu người ta tới người ta sức cho. Sức cho ba. Chị Ly. Chút nữa người ta đến người ta sức. Ừ, chút người ta sức lotion rồi dầu. Mình ba sướng hả? Để con gọi cho therapy con kêu làm một tiếng luôn nha. Ba ba đi bộ con nhắc ba đi. Không, không nước không? Người ta gần tới làm mà chị Ly ơi. Nước đi đi. Ra uống nước ăn nhiều ba. Đi. Để làm cho nước ba có mà. Trong này nè. Để làm tới luôn việc không rồi. Ba đi ra. Người ta kia chơi ba. Chị Ly nghỉ ngơi đi chút xíu ba đợi người ta tới á. Làm nằm ở đây làm luôn ha. Ba không muốn đi rồi. Đi ra khỏe ra ngoài bụi lắm bụi lắm đúng rồi Linh, đóng cửa lại ông làm được sao vậy thì cái đang chưa làm được bao nhiêu rồi ảnh sẽ cố gắng làm hết cho mình luôn ngày hôm nay á ba tội ảnh ghê làm từ sáng ảnh không có nghỉ luôn á làm y chang cái nhà bên kia đó em trần á hả ông ấy làm y chang đóng cửa cho ba nha sợ bụi bên má đau hai chân này. Con đánh nha, đánh cho bà. Chị Ly mới đi sân bay về nghỉ ngơi chút đi. Kệ, sao đi. Chút nữa có người tới bấm rồi. Thôi, nghỉ ngơi ba muốn đánh cho ba. Ba nằm nè, nằm. Để ba nằm chút đi. Có dừng đụng đầu vô tường nha chị Ly. Để ba nằm. Nằm. Đỡ. Khó khăn ghê. Có chỗ nãy nè. Mấy bữa trước đâu có. Ba, chị Kim chị nói có cái ông kia ổng cứ con cái nó cứng vậy. Không hay ba chịu. Ba đòi. Cứng. Rồi rồi sao á? Ổng cứ co cái chân hoài ổng không chịu thẳng ra đó. Cái hồi cái co luôn á. Không thẳng ra được luôn ba. Ai nói đó? Ai chị Kim. Hả? Chị kể con nghe. Đúng đúng. Ba phải tập á bởi vì không phải bây giờ nha, giống như ba ngủ con thấy ba luôn ba để cong lại. Tại ba sợ thẳng ra ba mặt. Ba đau. Nhưng mà không đau, chị Ly. Tại vì quen rồi. Từ từ. Bây giờ chị ba ráng ba thẳng cái chân lại đi. Rồi ba tập, phải tự tập. Thẳng lại. Kim nữa lúc đó con. Chị Kim nói con mới ngày hôm qua. Mỗi người một trường hợp khác nhau. Ba thẳng lại đi. Cái đầu gối này nè chị Ly. Sẵn rồi. Cái đầu gối này nè cứng rồi. Co hoài á ba. Thì giờ già rồi mà. Thì đúng rồi. Ba thẳng lại. Trẻ mà khác. Bởi vì ba càng đi càng yếu chị Ly khá. Nói để cho ba tập chứ ba nằm thẳng ra chứ ba không có mà linh tám mấy chín mấy mà linh bị gần cô kia mà nó đố mà đang lo cho ba mà được thì ba nằm nằm co người ta therapy người ta tập đó chị Ly therapy nó làm thẳng chân ba đúng không đó thì bây giờ mình ở nhà mình người ta tập đi chứ trời ơi đâu phải người ta tới mà làm cũng được chứ người ta tập một tuần có hai lần ít lắm hai ngày mà có ba mỗi ngày mình phải tự ráng ba thẳng được không thẳng được chứ thẳng được không đang thẳng đi thẳng nữa mà đau không có đau thẳng đang làm đó đang thẳng đó thấy không kệ ba đó ba đang nhúc nhích kìa thấy không ba làm sao tội ba nghe chưa ba thẳng được cũng nè, thẳng được thôi làm gì nè khoan ba con chỉ với ba giơ chân lên ba cong chân lại ui. À rồi đi. Cong xuống xuống đau lính từ từ đi được mình chỉ mãi cái môn mình làm nhiều khi còn đau nữa đó cái này được nè vậy dễ đó linh ơi thẳng ra cong thì dễ lắm mà thẳng không được thì làm cho thẳng cái này cong không được này Thanh này cong không được nhiều khi cái muscle cái gân cái gì nó đã ấy rồi đã ấy rồi giờ không lập luôn không được bây giờ tập nó được già mà tập được cái tốt chứ tập chứ chị Ly nói để người ta tập đi chứ không có bị chưa buổi sáng mới tập được người ta họ bắt ba thẳng không có được chị Ly
đâu, ba đâu có đau cái gì đâu. Bữa sáng tập được. Không được đâu. Đi bác sĩ chân rồi, không có đau gì á. Quan trọng là ba phải tập. Bác sĩ nói như vậy mà, chị Ly nói. Bố vốn trời ơi. Chồng có bác sĩ đó, không nói vậy đó. Bác sĩ yeah. Nó có lên con xuống đó nè. Chị Ly kéo cái gối qua kia một chút, thôi rớt cái đầu xuống kìa. Gối gì mà cứng ngắc vậy? Không. Gối không có cứng tốt. Đâu. Gối này là vừa rồi đó. Nhiều cứng gối còn cứng đó. Hơn. Bà nằm rồi bà có mỏi lưng. Không, từ đời em thấy để bấm, để bấm từ ra. Kéo qua kia chút chị Ly. Chị Ly, người thì nằm cứng, người nằm nềm. Mềm người thì mềm, nằm không có được chị Ly. Tùy người. Có đau cổ. Không. Không. Chị Ly kéo cái gối qua chút giùm em đi. Đó, bên đó thiếu đó. Cái gối cao chị đỡ. Rồi, đi ra em coi má dậy chứ. Con phải đi mua đồ về làm bánh nữa. Làm bột, mua đường, đủ thứ. Con làm bush nè em với Thi với ba. Mang Thi nó qua làm liền. Phải đi mua bột, làm bánh. Mua đủ thứ đồ để về làm bánh nữa. Em qua mua không chưa có đủ. Giờ con phải đi nè. Thôi ba nằm nghỉ nha. Để ra. Nước ba. Cái bao gối nó rộng rộng hơn, có lu xe. Chứ mà cái bao gối chật vậy. Linh. Chị Ly nói, ủa sao cái gối này nó cứng ngắc vậy? Nhưng mà thật ra cái gối này không phải là cái gối dỏm. Gối này nhìn cũng good. Gối xanh. Không có phải là, nhưng mà, hai con. Nhưng mà cái bao gối này nè. Đừng có rồi, để em lấy cái khác. Nè, nói nè, cái anh therapy anh tới rồi. Đó, ảnh đang làm cho má. Thì con nói ảnh làm double cho ba, nhưng mà ảnh nói không có được. Ảnh phải có một cái bệnh nhân khác ảnh phải đi. Cho nên là ảnh nói tuần sau ảnh sẽ làm double. Bữa nay làm double được không? Ảnh có bệnh nhân, ảnh phải đi liền. Bệnh nhân đây cần bệnh nhân rồi. Nhưng mà người ta có hẹn hết ba, có giờ giấc hết. Đây cần có giờ thì ba thì sao rồi chứ. Thì ba làm nửa tiếng cái phần của không, ảnh nói không có làm được hôm nay. Dạ rồi, nói rồi. Tuần sau nghe ba, còn tuần này làm cho ba nửa tiếng. Đợi thứ sáu, cả tuần. Hôm nay làm nửa tiếng ba chứ không phải đợi. Dạ, hôm nay qua làm nửa tiếng. Anh tưởng ba đang ngủ. Trời ơi, có người làm cho má sướng quá hả? Therapy à? Của nhà nước á chị Ly. Chị Ly thấy đầu giường của má có mấy. Chị Ly ăn quá. Dạ chị Ly ăn không ra làm. Con ăn rồi, con ăn ở trên máy bay rồi, con ăn trên sân bay. Chút nữa đi rồi ôm má. Bây giờ má làm xong rồi ôm ha. Chị Ly thay đồ nghỉ ngơi đi. Còn không ngồi đây chơi với má chút. Chị Ly leo qua này nè, chị Ly đi cái này nè. Có cái bao gối nào mà rộng rộng. Có để em lấy chị Ly. Bao gối cho bà. Biết rồi. Để em lấy. Nó dày quá. Nhét vô. Cái bao gối này rớt đó Linh. Mới bọc cái gối kia mà không vừa mới tháo ra đó. Rồi chị Ly bọc cho ba đi. Chị Ly bọc giùm em đi. Cái kia em giặt. Gối ở trong phòng ba á chị Ly.